Khi dòng đời đưa đẩy đủ đường, mày có một cô em crush mê idol, nhưng sau đấy mày hút luôn idol đó sẽ là loại trải nghiệm gì? Bạch Dương là một chàng trai bé bỏng đáng yêu nhưng lém đỉnh đanh đá là nhân viên của một tiệm cà phê siêu chiêu chiêu. Tưởng chừng sẽ có cuộc sống nhẹ nhàng hư ảo đưa em vào cơn mê, nhưng không. Dây mơ dễ má thế nào, crush của anh là fan chân chính của Đình Nam, idol hot hit. Để lấy le với crush, Dương Ca đã phải tìm đủ mọi cách để xin được chữ ký của Nam tặng cho cô trước khi cô đi du học. Hoàn cảnh xin chữ ký éo le và nóng bỏng như nào, hãy cùng theo dõi ngay nhé! Tập 1. Một ngày đẹp trời có nắng và không có mưa cũng là ngày họp fan của Nam Idol, nhưng vì có quá nhiều lý do phải suy nghĩ, cụ thể là câu nói chờ 5 phút nên Bạch Dương và Tạ Hà tới muộn. Hai đứa diễn khổ nhục kế với anh quản lý mà không ăn thua. Quyết không phục, Tạ Hà chai mặt, tìm đánh rơi liêm sỉ tỏ tình giữa chân anh ta để Bạch Dương lẹn lên trên xin chữ ký. Đời nó đúng là đời lỡ ngỡ thế nào, chúng ngay cảnh Nhật Nam vừa tắm táp thơm tho đi ra, dọa Dương sói ca suýt rất mất cục đàn ông ra ngoài. Đúng lúc bên này có người gọi cửa, Bạch Dương vội giữ Nhật Nam ở lại, mới hai chục nồi bánh chưng mà đi ăn cơm nhà nước biết bao giờ mới thấy mặt trời. Thanh niên nói muốn gãy cả lưỡi banh cái lỗ họng mà Nhật Nam nhất quyết không ký, nên Bạch Dương chỉ có thể dùng biện pháp mạnh, nuôi con smartphone ra dọa, sẽ áp ảnh nóng mới lấy được. Lúc kéo điện thoại lỡ tay kéo luôn cả cái khăn che háng, Dương thề là Dương hứa, Dương đảm bảo là Dương không cố ý, Dương chỉ cố tình thôi. Có chữ ký trên tay, còn bạn anh yên tâm lên máy bay đi du học, còn Bạch Dương và Tạ Hà lại ngồi nhà cày cuốc kiếm tiền. Tự dưng Nhật Nam chui từ đâu ra như quân ăn trộm, bà Hà mới đầu còn nghĩ mình là vai nữ chính ngôn tình, ai dè chỉ là nữ phụ nam mỹ vì Bạch Dương xuất hiện. Đúng lúc có fan của Nhật Nam đuổi tới nên hai đứa phải ngó cái đầu lên tiếp khách, chứ sao không bằng chủ nó đuổi thẳng cổ. Tạ Hà pha trò giữ chân các chị đẹp, còn Bạch Dương dẫn Nhật Nam đi vào trong, cũng định là mượn bộ đồ anh thợ sửa ống nước may mắn. Đi đứng lỡ ngỡ thế nào, nhào thẳng vào lòng Nam Ca rồi ngã ra đất trong tư thế bằng mắt người xem, đính kèm một nụ hôn trên trán. Số được làm idol vạn người mê mà ngoại trừ thằng nhỏ Bạch Dương đánh đá này, được nó giúp trốn fan mà bị đuổi cứ như cửa hó thế này, cay không chứ lại. Tới giờ đóng cửa, anh chủ quán tới đón hai đứa đi ăn xiên bẩn. Thật ra chỉ là đến đón mỗi mình Dương thôi, còn bé Hà được quyền theo ăn ké. Là một con người có tâm có tầm, chỉ thiếu mỗi tiền, Tạ Hà có một kênh YouTube xàm xí chuyên kể chuyện tào lao mây bay nước chảy. Hôm nay, cô nàng chế ra chuyện tình tay ba giữa anh chàng idol với cậu nhân viên quán cà phê và anh chủ đấy lôi cuốn dựa theo cái đầu ảo tưởng sức mạnh của cô về Nhật Nam, ấy thế mà cũng câu được cả triệu view. Chỉ là cô không thể ngờ được câu chuyện cô tạo nên sóng gió mới ngủ dậy còn chưa kịp làm quen với sự nổi tiếng đã tạo ra một drama chấn động, Giang Cư Mận. Tính kiếm tí view thôi, ai ngờ câu chuyện đi xa quá vượt ngoài sức tưởng tượng của bé Hà. Chị quản lý của Nhật Nam máu chó dồn lên tận não mở hội nghị bàn tròn gấp. Mà phía Bạch Dương cũng đau đầu không kém vì bị cô nàng béo tròn kéo bầy tiếu lũ tới quậy phá. Lúc đầu cũng lớn giọng đòi gặp quản lý lắm mà lúc thấy điện thoại Dương reo thì rén liền. Anh Quốc thấy cô rút mình gặp biến nên xách mông qua giải vây. Anh nói điêu chàng trai đang cãi nhau với các em là nóc nhà của mình mới giải quyết được vụ này. Xong chuyện, bé Hà vội vã đăng clip đính chính thông tin tất cả là do mình bị ảo drama mới tạm lắng xuống. Cứ tưởng ổn áp sống qua ngày, ai ngờ bà Linh quản lý của Nhật Nam tìm tới tận quán gặp mặt Bạch Dương với giao diện căng đét. Chỉ biết hai người hơi thân thiết nên cô muốn tìm hiểu rõ hơn về mối quan hệ của hai người. Dương đẹp trai chứ đâu có bị đần mà đứng yên cho cô ả chửi. Anh Quốc đi ra đóng vai người yêu của thằng nhỏ nhe nanh, dù lông, đuổi khéo cô nàng mà bà Linh nhất quyết muốn Bạch Dương block Zalo, Facebook Nhật Nam. Trời động, bà làm quản lý mà tôi tưởng là bà là má của Nhật Nam không á? Thấy được thứ mình cần, cô nàng mới chịu lết xác đi. Tới giờ tan ca, anh Quốc lên kèo rủ Bạch Dương đi xem phim, Tạ Hà đứng bên cạnh chỉ biết ước đúng lúc Nhật Nam vác xác qua trả đồ. Nhân lúc anh Quốc đi ra ngoài nghe điện thoại, Nhật Nam kéo Bạch Dương đi ăn, đi ngồi chỗ lãng con nhà bà Mạn, view đẹp đồ ăn ngon, quan trọng là chanh xà. Hai anh trai ngồi ăn với nhau mà tôi tưởng là đi hẹn hò luôn á. Tới khúc tính tiền mới gay go, bà nãy mạnh miệng nói to anh bao mà cầm bill xong quên ví là dở rồi. Thế là Bạch Dương phải ngậm đắng nuốt cay, say goodbye với nửa tháng lương cho nửa này. Đào ví một chút rồi đéo nhau trên con xe cà tàng. Đường không có ổ gà ổ vịt mà vẫn gặp một chút sự cố làm Bạch Dương ôm chặt Nhật Nam trong cái bản mặt ông Nam là hiểu ông phái như thế nào rồi. Ăn sang chảnh cho cố rồi bụng vẫn chưa đủ đô, lại đi kéo nhau đi ăn xiên bẩn, vô tình gặp bà Hà dẫn anh trai trợ lý đi ăn. Thế mà hôm trước ông Minh chê con nhỏ lên bờ xuống ruộng, mà hôm nay anh em ngọt xớt, đúng là đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao. Hai thanh niên nhường chỗ cho đôi bạn trẻ nhưng luôn cả khoản tính tiền cho chúng rồi nhẹ nhàng đưa nhau về. Khúc xuống xe mới là khúc cay cấn, lúc được cỡ mũ tự dưng Nhật Nam cúi người luyện cơ môi trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa của Bạch Dương và hội anh em cậu FA. Tập 3. Vừa chạm môi thì chuông báo thức kêu, cứ tưởng nó là thật, hóa ra chỉ là hồn trong mơ của Nhật Nam mà thôi.
Anh lên đồ tới phòng họp nhưng nó lạ lắm, ngồi nhắn tin cười như con dở hơi, còn bà Linh ngồi cạnh mắt đã như hai quả núi lửa. Cô hỏi anh đêm qua đã đi đâu, không biết sáng ra ăn trúng cái gì mà Mai Linh mặt quạo nổi cáu rồi dừng cuộc họp. Nhìn mặt Hoàng Minh là biết đêm qua được Tạ Hà chăm sóc như thế nào, anh nhờ Nhật Nam đưa món quà của mình cho Hà, luôn tiện tạo điều kiện cho thằng bạn gặp crush. Nhật Nam hí hửng qua quán cà phê mà bắt gặp Bạch Hương cười tít mắt với anh Quốc, lại nhận được cuộc gọi của mẹ kêu về nhà thăm bố nên lại bỏ về. Tới tối, thanh niên mặt buồn như bánh đa ngấm nước đi bộ một mình nhưng phải dạo quanh khu Bạch Dương ở mới chịu. Dương đi mua đồ quay về trông thấy anh nên đi bộ cùng cho bớt tự kỷ. Nhật Nam có niềm đam mê đi dưới mưa vì như thế sẽ không ai thấy anh đái dầm. Chỉ là lúc trời gần mưa thì tới nhà Bạch Dương nên thanh niên xin ở ké tâm sự tuổi hồng. Cả ngày hôm nay, Nhật Nam cứ như hồn trong ngực cành cây. Hỏi ra mới biết từ nhỏ anh đã có niềm đam mê ca hát, nhưng bố anh không thích. Điều đó, ông mắng anh, học không lo học, chỉ biết báo đời. Nhật Nam học theo top top đã là đam mê, thì bố có đấm vỡ mồm cũng phải cháy hết mình vì nó. Nhưng mà lạ lắm, anh bị bố cấm tuyệt đối ca hát rồi đuổi anh ra khỏi nhà. Ngồi tâm sự mỏng nãy giờ thấy người cứ hơi chua chua, té ra là điều hòa bị hỏng lại có dịp Nam cho idol tấn sân ra làm thợ sửa máy chuyên nghiệp biến lợn gần què thành lợn tàn phế. Nam múa may vài đường cơ bản rồi đi xuống, tự dưng có anh bạn Tiểu Cường ghé chơi dọa Bạch Dương hồn bay phách lạc, nhã vào lòng con nhà người ta. Hóa ra trai đẹp cũng sợ dán bà con ạ. Bạch Dương nói với Nhật Nam nếu như có nhu cầu thì cuối tuần cậu sẽ về nhà cùng anh. Đương nhiên là idol gật đầu đồng ý phát một, trời cũng đã tạnh mưa nên Nhật Nam định đi về. Người tính không bằng máy tính, mới nhấc được mông lên, mưa gió lại bão bùng. Rất nhanh cuối tuần đã đến, hai thanh niên tay xách nách mang cuốn gói chuẩn bị về quê. Trước khi lên xe, Bạch Dương gáy to, đi tàu đi máy bay anh còn chưa sợ, sợ gì ba cái say xe. Nói cho chắc nịch, xe mới lăn bánh đã được chị Huệ gọi tên cồn hết ruột gan kẹo phổi, biết thừa là sẽ như thế. Nên Nhật Nam đã mua sẵn thuốc say xe cho thanh niên. Có chút đồ vào nó khác bọt hẳn, ngủ mê tích không biết trời đất là gì. Trong cậu ta gật gù cũng tội, Nhật Nam mạnh dạn cho mượn bờ vai, 2 giây sau lại thành người cần bờ vai để tựa vào. Đi hết nửa ngày trời mãi mới về tới nhà. Anh tiếng Nhật Nam bị Covid, ho banh cả lỗ họng mà vẫn không quên mắng thằng con trời đánh. Nam còn chưa vào nhà đã nghe thấy tiếng bố chửi mình như con ghẻ, định lại xuống phố mà Bạch Dương nhất quyết bấm chuông. Cha mẹ hí hửng ra mở cửa, vừa vào tới anh tía lại một bài ca không quên, không có Bạch Dương giữ lại thì anh đã bay màu khỏi chỗ này. Hai thanh niên lên phòng tránh mặt để anh tía bớt nóng này. Nói chuyện một hồi, Bạch Dương định đi tắm cho quên sự đời mà Nhật Nam cứ lôi lôi kéo kéo. Khúc sau anh em tự hiểu, đương nhiên là ngã nhào lên người nhau. Tập 4. Ngã rồi mà Nhật Nam vẫn không bỏ tay, cái kết cho đôi bạn trẻ là môi chạm môi, lần này là chạm thật nha bà con ơi. Trong cái mắt hai thanh niên ngại thịt là đủ hiểu mấy mùa lúa trổ mới được nổ mác trai tân. Một buổi sáng thức dậy ở một nơi xa, bên cạnh là trai đẹp làm Bạch Dương có chút áp lực nặng nề, nên đánh răng cũng phải cùng nhau mới chịu. Bạch Dương tự tin xuống bếp chủ tài làm bánh lấy le với ông bác, cũng định là nói tốt cho Nam, nhưng ông bác cứ nghe tới tên con trai là nóng máy cháy buji nên chả làm ăn được gì, đổi lại hai bác cháu nói chuyện rất hợp cả. Sáng hôm sau, Nhật Nam đón Bình Minh trước mặt, quay sang mới thấy Dương ngủ, thôi cũng quyến rũ nên làm một nháy rồi hí hửng xuống bếp nấu canh cho ông tía. Mới đầu đều rất bình thường, cho tới khi bố anh bắt anh bỏ nghề, ông còn làm mình làm bậy hất đổ bát canh văng lên cánh tay cậu con bỏng cả một vùng. Thoa thuốc xong, hai thanh niên rủ nhau đi cháy phố làm thử thách 500k ăn sập Sài Gòn. Nhân dịp này, Nhật Nam dần tới tỏ tình các thứ. Nước đi này của anh hơi sai, thả thính sang Bạch Dương cứ né tránh anh như là tránh tà. Sau 3 ngày về quê, anh Nam đã trở lại. Nhắn tin không được, gọi cũng không thưa, Nhật Nam đến tận cửa nhà Bạch Dương nhưng cũng bị cậu từ chối gặp bằng cách nhảy lên xe Tạ Hà. Tập 5. Hai đứa đang bon bon đi trên đường vừa đu vừa dạy đời nhau thì một ánh sáng chói lóa đập vào mặt, cứ tưởng kiếp này coi như bỏ, ai ngờ đó chỉ là giấc mơ, cái ông chú bật đèn bắn vào mặt thôi chứ không có gì hết. Phía bên kia sắp tới là sinh nhật của Nam, idol, mà Bạch Dương cứ tránh mặt làm anh buồn thối hết cả ruột gan. Đã thế lại còn thấy mụ Hà livestream ông chủ cùng anh quản lý cùng nhau làm bánh say sư tình ý nữa thì ối rồi ôi luôn. Hay thì nên đang vui thì đứt dây đàn vì Nhật Nam xách mông tới, tách ra liền là một con nhà nòi làm bánh đua nghề idol, tới sửa lỗi công thức bánh là phụ xù lông với tinh địch mới là chính. Cái tình hình nó hơi căng nên Bạch Dương kéo cục Nam ra ngoài rồi đuổi anh về. Tạ Hà càng nghĩ càng thấy sai sai, rõ ràng là Bạch Dương mê Nhật Nam rồi mới tránh mặt. Hoàng Minh hiểu ý nên nhường lại không gian cho đôi bạn hoàn cảnh. Nói ra mới biết Bạch Dương đang lăn tăn, dù sao anh cũng có crush đang đi du học mà crush của anh cũng là fan chân chính của Nhật Nam Tạ Hà, chỉ chút câu xanh dần có không giữ mất tiếc dáng chịu. Mà phía bên Nhật Nam cũng đang đau đầu không kém, người luyện nhạc mà cứ như trên cung trăng nhảy đon chề với chị Hằng. Các bạn thấy thế đoán chắc là nó liên quan đến chuyện tình cảm đôi lứa, mạnh dạn khuyên anh nên thả thính nhiệt tình, kiểu gì cũng đổ thôi.
Nói là làm, Nhật Nam lén bám đuôi Bạch Dương tới nhà anh Quốc cố tỏ ra mình là ổn nhưng sâu bên trong là dung nham sắp tuôn trào. Thanh niên còn đột nhập gia cư bất hợp pháp mà bị gia chủ đi ra bắt gặp Bạch Dương đứng về phía Quốc làm Nhật Nam tức giận bỏ đi. Bạch Dương và Tạ Hà thì quay về quán Hà không nói, Dương cũng biết hôm nay là sinh nhật của Nam Idol. Tới tối, ông Nam xỉn quắc cần câu tới đập cửa rượu vào lời ra hôn hít các thứ, rồi xu luôn. Sáng hôm sau, cờ nhíp của hai đứa nổi nhất mạng xã hội. Tập 6. Nhật Nam bị đem lên bàn để mấy dép mổ xẻ, không chỉ Nam mà Hoàng Minh cũng may mắn được ăn chửi ké. Cũng may là ông Hoàng luôn đẹo chúa tể bẻ lái, Hoàng Minh não nảy số thành công chuyển qua kế hoạch để Nhật Nam theo đuổi hình tượng Nam Mỹ. Mai Linh không thích điều này, cô đưa ra một bản kế hoạch khác nhưng anh trúng nghiêng về phía Hoàng Minh hơn. Đổi lại trong dự án tới, Nhật Nam sẽ phải bỏ tiền túi ra 50%, coi như là hình phạt của công ty dành cho anh. Đang rối vụ xoay tiền thì chớ, bà Mai Linh cứ ngồi cằn nhằn bên tai làm Nhật Nam mệt ẻ cả tai. Nam biết Linh mê mình em rất tốt nhưng anh rất tiếc chúng mình chỉ là bạn. Nhật Nam rối hết cả đầu đòi nợ mà không được. Lúc hỏi vay thì thế tốt chăng sao mà lúc đòi lại cứ như là bà nội người ta. Bí quá làm liều, Nam chỉ có thể mang thân xác đẹp trai đi vay bạn Hoàng Minh, còn đúng 8K cũng ủng hộ anh ngốt, đúng là hảo bạn, Minh gợi ý gọi về cho ông tía. Nam chỉ sợ ông mắng mình báo đời, nhưng anh vẫn nhắn thử. 2 giây sau ông gọi cho anh, bình thường hay mắng nhưng những lúc như thế này bố vẫn rất lo lắng cho anh. Mấy bài báo lá cải về drama của Nhật Nam nổi như cồn, Bạch Dương đọc nhiều lú cả não, gọi điện mãi mới thấy Nhật Nam thưa. Nghe được giọng của anh mà nước mắt nước mũi thằng nhỏ chảy ra như mưa. Vừa tắt máy thì Hoàng Minh tìm tới nhà anh, phải vất vả lắm mới tìm được chỗ này. Hỏi con nhỏ người yêu thì nó nói, chỉ nhớ đường tới thôi chứ không biết nhà. Không lằng vòng như Hải Phòng, Minh vào luôn việc chính, anh muốn nhờ Bạch Dương đóng vai người yêu của Nhật Nam trong MV sắp tới. Ban nãy, Bạch Dương có để ý chiếc camera bên ngoài nên gọi Nhật Nam tới tiết lộ cho anh bí mật động trời. Hóa ra clip của hai người hôn hít là do Mai Linh đăng. Nhờ có crush đẩy thuyền, Bạch Dương mới thoải mái cho Nam nằm đùi chứ không lại đổi về như mọi lần rồi. Xả giờ chết xong, Nhật Nam quay về công ty tìm gặp Mai Linh, nói cho ra ngô ra khoai bà này, bà vì tình yêu có thể làm tất cả. Bây giờ còn bị Nhật Nam nghỉ chơi khiến Mai Linh sáng như cờ hó dại lên cơn. Cô đi một mạch tới quán cà phê táng cho Bạch Dương một cái rõ đau. Tạ Hà nhịn hơi bị lâu, cô phản đam, nẫng lại Mai Linh. Nói nhiều mất giá trị nhiên Tạ Hà chỉ chửi từ Cà Mau ngược lên Hà Giang, chửi từ hình dọc sang toán số, từ địa lý tới giáo dục công dân, làm Mai Linh chỉ biết câm nín. Ở một nơi nào đó biết Bạch Dương cần tiền, bán nhà anh Quốc đã nhờ bạn mua lại nó, anh sẽ coi như mình cho Bạch Dương vay. Một tháng sau anh Bạch vẫn ở trong nhà đá, còn MV Boy Love của Nhật Nam thành công rực rỡ. Hôm đấy quán đông khách bỗng dưng có cậu nhóc cầm theo chậu xương rồng tới nói là quà của Nam nhờ gửi cho Dương, rồi xin mượn điện thoại của anh Quốc còn thả cho anh cân thính. Ở đâu có biến ở đó có Dương Hà, còn anh Quốc thì đã trúng mũi tên tình yêu với cậu nhóc ban nãy. Nhật Nam đặt chặn gói 1 năm mỗi ngày 1 chậu nên còn đủ mà nhận. Bây Dương xách theo chậu xương rồng tới chỗ Nhật Nam nói chuyện phiếm, còn nhóc con thì đem theo quà sinh nhật muộn tặng bù mặc dù nó đã trôi qua cả tháng trời. Một sự vòng đôi không hề đánh dấu chủ quyền diễn xúa, đính kèm với một nụ hôn xịu áp xịu đau. Anh em nghĩ thế là hết phim rồi ư? Chưa, còn có khúc Nhật Nam xách đồ dọn qua ở chung bắt đầu hợp tác phát cơm chó dài hạn. Tôi nghĩ rằng chúng mình nên nhẹ nhàng lướt qua khúc cuối hoặc nhắm mắt cảm nhận. Bộ phim tới đây là hết mất tiêu rồi, chần chừ gì mà không để lại một chiếc bình luận đáng yêu ở phần bên dưới về bộ phim. Đừng quên tặng cho tớ một like, share video cũng như chạm nhẹ vào ô đăng ký nhỏ nhỏ xinh xinh để xem có hiện tượng gì sẽ xảy ra nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye!